ngày 29 tháng 12, Bộ Y tế đã có văn bản về việc tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo Bộ Y tế, ngày 17 tháng 12, Bộ đã ban hành công văn số 10722 BITGP gửi các đơn vị về hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản. Tại văn bản này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, ra soát, không bỏ sót đối tượng tiêm chủng và tổ chức tiêm vét cho tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine. Các cơ quan đơn vị trung ương chủ động liên hệ và lập danh sách đối tượng đã tiêm liều cơ bản, ghi rõ loại vaccine đã tiêm, thời gian tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 đối với vaccine tiêm 3 liều gửi về các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được phân công để được tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp các đơn vị có nhân viên ở các địa phương khác thì chủ động liên hệ với Sở Y tế nơi đóng trên địa bàn để được tiêm chủng các bệnh viện viện trường đại học y đã được bộ y tế phân công gồm bệnh viện bạch mai bệnh viện đại học y hà nội bệnh viện nhi trung ương bệnh viện e bệnh viện phổi trung ương tổ chức tiêm chủng theo hướng dẫn của bộ y tế cho các đối tượng thuộc các cơ quan đơn vị trung ương trên địa bàn tiêm cho toàn bộ cán bộ nhân viên người làm việc tại đơn vị mình và người thân của nhóm đối tượng này những người đến khám và điều trị tại đơn vị mình bộ y tế yêu cầu các đơn vị có thể bố trí thêm các điểm tiêm chủng lưu động hoặc tiêm chủng tại nhà trong trường hợp đối tượng tiêm chủng không thể đi lại được phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo quy định dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia viện vệ sinh dịch tễ trung ương căn cứ đề xuất của các đơn vị để phân bổ vaccine phòng covid 19 phù hợp theo bộ y tế trong ngày 28 tháng 12 có 811.888 liều vaccine phòng covid 19 được tiêm như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là 148.198.862 liều trong đó, tiêm mũi 1 đạt 77.358.030 liều, tiêm mũi 2 là 67.323.239 liều, tiêm mũi 3, mũi tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 3.517.593 liều. Về tiêm mũi 3, báo cáo của Bộ Y tế ngày 28 tháng 12 cho biết đến nay đã có 39 tỉnh, thành phố triển khai tiêm, trong đó các tỉnh, thành phố phía Nam tiêm nhiều nhất với hơn 1,2 triệu liều. Tiếp theo là miền Bắc với hơn 720.000 liều, các tỉnh miền Trung đứng thứ ba với hơn 45.000 liều và khu vực Tây Nguyên gần 800 liều. Lần đầu tiên trong ngày, Hải Phòng ghi nhận con số mắc COVID-19 với 1.006 F0 năm chủ yếu tại các quận, huyện có khu công nghiệp. Trước tình hình dịch ngày một lan rộng, ngành y tế thành phố triển khai kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine bổ sung cho một số nhóm đối tượng. CDC Hải Phòng vừa công bố, trong ngày 29 tháng 12, toàn thành phố ghi nhận 1.006 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó chủ yếu là diện F1 chuyển thành F0 và xét nghiệm tự nguyện tại các cơ sở y tế. Tính đến tối ngày 29 tháng 12, toàn thành phố Hải Phòng đã có 8.717 ca, trong đó hồi phục xuất viện 2.636 ca, đang điều trị 6.065 ca và 16 ca tử vong. Cụ thể, địa phương đứng đầu có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong ngày là huyện Thủy Nguyên với 278 F0. Trong đó, 190 trường hợp là F1, 66 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các công ty thuộc khu công nghiệp VSIP. Huyện An Dương có 108 F0, trong đó 55 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, sau F0 phát hiện qua test nhanh, 25 qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ, còn lại là trường hợp F1. Quận Lê Chân cũng ghi nhận 105 F0 trong đó 67 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 32 trường hợp F1, một trường hợp là nhân viên y tế, 3 trường hợp sàng lọc tại công ty Regina, một ca bệnh nghi ngờ. Cùng ngày, quận Ngô Quyền có 93 F0, huyện Vĩnh Bảo 75 F0, quận Dương Kinh 72 F0, huyện Kiến Thụy 68 F0, quận Hải An 44 F0, huyện An Lão 37 F0, quận Hồng Bàng 36 F0, quận Đồ Sơn 32 F0 huyện Tiên Lãng 27 F0, quận Kiến An 18 F0, huyện Cát Hải 12 F0, một trường hợp là thuyền viên nhập cảnh về Hải Phòng. Trước tình hình dịch bệnh lan rộng và ngày một gia tăng khắp các quận huyện, ngành y tế Hải Phòng đã lên kế hoạch triển khai tiêm 845.000 liều vaccine ngừa COVID-19 bổ sung nhắc lại cho người dân. Các trường hợp cần tiêm liều bổ sung bao gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, người đã tiêm 20 vaccine của hãng Sinopharm hoặc Sputnik V, Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi tiêm liều bổ sung thì mới coi là hoàn thành liều cơ bản. Các trường hợp tiêm liều nhắc lại bao gồm người từ 18 tuổi trở lên, có mặt trên địa bàn đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung, trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm người có bệnh nền, người từ 50 tuổi trở lên, nhân viên y tế. Thời gian tiêm mũi nhắc lại là ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Thành phố Hải Phòng phấn đấu trước tháng 4 năm 2022 sẽ hoàn thành mũi tiêm này cho toàn dân.